Dạ rồi, xin chào mọi người, đây là Lee Siwa Moto và em là Trung Nguyễn. Thì mọi người bật mic lên nha, bật loa lên nha, bật loa lên nghe kỹ nha. Xe này 73 triệu, đó, 73 triệu thôi nha mọi người. Còn mọi người không nghe lầm đâu, 73 triệu. Rồi em sẽ quay kỹ cho mọi người chi tiết cái xe này. Mời mọi người xem nha. Dạ rồi, đây. Thì mời mọi người tham khảo một em SH. Xe này thì mọi người đoán xem nó là một lẻ mấy. Thì mời mọi người đoán xem thử xem một lẻ mấy nha. Rồi, kết thúc dự đoán. Con này là SH Việt Nam 2015, lên full Ý, gần như là 95-98% xe Ý rồi. Mọi người nhìn vô thì khó biết đâu là xe lên lắm. Xe này nhìn vào phần đầu thì không biết xe lên đâu. Dạ rồi, thì đầu tiên xe này vô một cái cặp vỏ Duro, đinh lốp chứ, cặp vỏ trước đi đinh lốp nè, vỏ sau đi Duro. Thì hồi nãy em có nghía trước là em thấy sau Duro, em tưởng đâu là Duro luôn, nhưng mà không, vỏ trước đinh lốp. Thì cặp vỏ này vân xe, vân gai là y chang SH Ý, nên là mình nhìn mình không có biết được. Rồi, lên luôn cái phuộc của SH Ý nè, cốt, phuộc, cốt, đĩa, mâm, nó heo dầu, dây dầu, rồi nói chung cover y chang, làm y chang SH Ý. Mỏ về, nói chung dàn áo thì y chang rồi, nhưng mà thường thường á, những anh em đi xe lên á, không có lên cái phần này, không có lên phần đĩa mâm phuộc này. Nhưng mà con xe này thì chủ trước đầy đủ luôn, người ta lên đĩa mâm phuộc vỏ luôn đó. Dạ rồi đó, thì dàn áo này anh chị biết rồi, dàn áo V3 đây, đèn đuốc thì không có chữ nghĩa gì hết. Thì nó là đặc trưng của dàn áo V3 đó. Anh chị thấy nè, đẹp quá trời chứ đâu phải không đẹp đâu. Đây cũng có cái hai cái phần tản nhiệt hai bên đây đó, y chang hết nha. Mặt đồng hồ thì tất nhiên là nó khác rồi đó. Mặt đồng hồ tất nhiên khác rồi. Cái nắp lưỡi bò này cũng làm giống nè, bát keo các thứ là y chang hết. Xe này mình về mình nói xe Ý cũng như nhiều anh em không chơi thì ít biết lắm. Đây, gác chân đó. Xe này thì lên bô luôn nè, bô của xe Ý luôn nè anh chị đó, bát gần giống luôn. Đĩa sau, mâm phục vỏ sau. Đây nè, vỏ sau thì nãy em thấy vỏ Duro, em nói với anh chị là vỏ Duro. Lên mâm phuộc luôn nha. Đây, đèn đuốc, cản, quay nắm á anh chị. Rồi boe nè, boe nè, lốc nồi nè. Đó, thì xe này lên y chang hết. Cái nắp phía trước nè. Dạ, quả biển là 81043. Thì thưa anh chị, xe này là mình nhiều lúc anh chị mình đi, anh chị nhìn phía sau á, nhìn không kỹ, không có nhìn phuộc này thì mới không biết là xe lên thôi, mới biết là xe lên thôi, chứ còn nhìn vậy đâu ai biết xe lên đâu. Thì đời cao luôn, 2015. Nếu mà anh chị mua một xe 2015 mà xe Ý thì nó cũng phải vài trăm rồi. Thì xe này chỉ có 73 triệu thôi, xe Vin. Thì sẽ có nhiều anh chị nói là sao mà em bán xe lên mà mắc như vậy. Thì nhiều con xe lên nó chỉ có 6 mấy triệu thôi, đời này nó chỉ có 6 mấy triệu thôi, mà xe em bán 7 mấy triệu. Thì do là xe lên, tùy cái mức độ mà xe lên như thế nào. Xe mà lên vừa phải thì giá nó rẻ. Còn xe này lên full luôn, lên dàn chân trước nè, anh chị thấy dàn chân trước nè, anh chị nhìn dàn chân trước anh chị đâu biết được xe Việt Nam đâu đó. Dàn chân trước là nhìn không biết rồi đó, nói chung là nhìn không biết phía trước rồi đó. Đây, nhìn bên hông nè anh chị cũng đâu có biết đâu, phải không? Không biết được. Lên bô rồi các thứ, bô bọng các thứ y chang. Thì tùy vào cái mức độ con xe nó lên như thế nào thì cái giá cả của nó khác nhau. Kể cả mấy anh mà anh nhận lên xe cũng vậy mà anh chị.
thì theo mức độ anh chị lên nó như thế nào thôi đó. Thì con xe này 2015, máy móc thì tất nhiên là máy zin rồi, cái đó thì không bàn tới vì xe đời cao. Dạ rồi, 2015 xe này em đang bán với giá là 73 triệu lên full ý luôn. Dạ rồi, nếu anh chị mình thấy xe này vừa ý, có nhu cầu thì anh chị mình hãy alo em, số điện thoại em là 0979 570 189 nha anh chị, và em là Trung Nguyễn. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết clip này. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo của Lixi Bomoto. Chào mọi người.